Em xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh Vợ chồng tiểu tiểu cuộc sống Trung Quốc Vũ Hán ạ. Hôm nay là em sẽ đi công tác ở Bắc Kinh, hiện tại thì em đang đợi taxi. Em vừa mới đến KFC để mua đồ ăn sáng. Ở đây KFC là mình mua một cái thẻ thành viên 30 tệ 3 tháng, là tầm khoảng 100.000 3 tháng. Thì mỗi buổi sáng như vậy người ta sẽ giảm giá cho mình là bộ giảm 40%. Một phần này của em là một cái hamburger gà, một ly cà phê to đùng và một cái trứng đánh. Một phần này thì em mua giảm 40% là tầm khoảng 14 tệ 9. 14 tệ 9 là tầm 50.000 á. Cũng không có mắc lắm, tại KFC thường dành cho người đi làm rất là rẻ. Cả nhà ơi, đây là đường đến cái trạm tàu cao tốc đây ạ. Sáng nay đúng ngay giờ đi làm cho nên rất là đông và bị kẹt ạ. Xe đông quá trời. Từ chỗ em đến chỗ trạm cao tốc tầm khoảng 40 phút. Đầu tiên đến 40 phút. Cả nhà ơi, đây là trạm tàu cao tốc Vũ Hán à. Đây. Hôm nay cũng rất là đông kẹt. Ở Vũ Hán này có tổng cộng là 3 trạm tàu, một trạm ở Hán Khẩu, một trạm ở Vũ Hán và ở một trạm ở Vũ Xương. Nhưng mà thường tàu cao tốc thì sẽ là ở Vũ Hán này à. Đây. Trạm này cũng lớn lắm cả nhà, nhìn như sân bay vậy. Bây giờ em sẽ đi vô cổng. Đây là người ta xách hành lý với lại xách vé. Bây giờ người Trung Quốc thì chỉ cần là dùng chứng minh nhân dân là người ta cho qua thôi, còn người nước ngoài là phải có chỗ xách, có người kiểm tra riêng. Sau khi mà em để họ kiểm tra hành lý xong hết rồi thì em sẽ coi cái chuyến tàu của em là đi cổng nào. Đây là một cái bảng bảng coi cổng vô rất là lớn ở ngay trước trước cửa của em là vô cổng B2. Đông lắm cả nhà ơi. Để em quay cho cả nhà xem. Đây là bên trong tàu cao tốc ạ. Có đến 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có đến 6 lần. Có đến 6 làn tàu lần ạ. Ở đây tàu cao tốc thì nhìn nó cũng rất là mới và hiện đại. Bây giờ là người ta mở lại rất là nhiều. Hồi cuối năm ngoái tháng 12 là em ra đây. Hồi cuối năm ngoái tháng 12 ở đây vẫn còn vắng lắm nha cả nhà. Giống như là người ta kiểm soát dịch gì đó, không có cho đi lại nhiều. Mà bây giờ người ta hồi phục nhanh, người ta bắt đầu đi công tác, đi làm và đi chơi. Đông ơi là đông. Em sẽ đi vô cổng B2. Mấy lâu nhà tự động.
Đây là máy rút vé tự động ạ. Chỉ cần có chứng minh nhân dân để vô là nó sẽ in ra cho mình. Cái này là để mình phải rút vé thì mình mới về báo được cho công ty ạ. Bao sâu. Đây. Nè. Đây là một cửa để tàu, tàu này cũng đang sắp tới rồi, đang có người xếp hàng à. Nè. Rất là đông người. Của cô em là B2 là ở túc tích đằng xa lận. Đây là cảnh tàu bên ngoài. Nè. Nhìn cũng hoành tráng ha cả nhà. Dạ hồi nãy em có giới thiệu sơ với cả nhà về trạm cao tốc ở Vũ Hán nè. Ở Trung Quốc này được cái xây dựng công trình nó rất là nhanh và rất là quy mô. Còn về chất lượng thì hiện tại là em thấy các trạm tàu cao tốc như sân bay gì đó thì chất lượng cũng ok. Cái này là em quan sát thôi nha, em không biết thực chất có đúng hay không. Nhưng mà xây cầu hay gì đó, nhiều khi mà cái cầu bắc qua một con đường là khoảng 1-2 ngày hoặc là cũng lắm 1 tuần em không để ý là người ta xây xong rồi. Tức là những con đường mà cái cầu trên trời phải bắt qua đường cho người đi bộ là nhanh lắm. Tàu của em là hơn 9 giờ 16 phút. Tàu của em là 9 giờ 16 phút. Bây giờ em đi đến đó và kiếm chỗ ngồi. Đây là chỗ ngồi dành cho những người mà làm trong quân đội, là có công với đất nước à. Nè. Đây em quay kỹ không? Nè. Ở đây người ta có chính sách đối với những người có công với đất nước cũng tốt lắm mà. Còn đây là chỗ ngồi cho khách VIP, hạng ghế thương gia. Thì đi tàu cao tốc quá thì nó cũng giống như là đi máy bay vậy, có hạng thương gia và có hạng bình thường. Phòng nghỉ. Đông quá. Cả nhà có thấy không? Vô đây á, khi mà mình đi Bắc Kinh đó là mình cũng phải là kiểm tra lại hành lý một lần nữa. Tại vì có thể là mình đi thủ đô á, người ta kiểm tra gắt hơn, người ta sợ mình khủng bố hay cái gì đó. Đó, để xong rồi á là người ta sẽ dán lên, sẽ dán tem lên. Có những cái tem đỏ, tem vàng, tức là đã kiểm tra rồi dán lên đó thì mình mới được đi, còn không á là không được đi. Bây giờ em sẽ xếp hàng để đi xuống tàu cao tốc ạ. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây người ta chỉ mở cửa cứ tầm khoảng là 15 phút trước khi tàu chạy thôi. Em đã check vé xong, bây giờ sẽ đi xuống cầu thang. Ở dưới đây là mỗi khoảng 50 m, 100 m là sẽ có người hướng dẫn. Tự mình sẽ không được hướng qua cái vạch màu vàng đó. Em sẽ cùng đi với một anh sếp, mà anh sếp mua vé là ở toa số 3.
em là ở toa số 2. Đây là chỗ để hành lý bự. Nhìn cũng giống trên máy bay hay cả nhà. Em là ngồi ghế số 7. Đã vô ghế ngồi rồi. Nãy giờ em mua phần ăn sáng em chưa có ăn nữa. Hồi nãy mà khi kiểm tra bên ngoài á, người ta dán mấy cái tem đỏ như vậy, tức là ghi là trạm tàu cao tốc của Hán đã kiểm tra xong, có cái này mình mới được đi vô tàu ạ. Bây giờ em sẽ review cái toilet trong tàu cao tốc nha. Bây giờ bên Trung Quốc họ cũng rất là ở sạch, không có ở dơ như trước nữa đâu ạ. Đây rất là sạch sẽ, kiến chỗ rửa tay, chỗ đi vệ sinh giấy có đủ, còn có cái miếng lót nữa, nhìn rất là sạch sẽ. Đi vệ sinh của mình sạch sẽ lắm cả nhà ơi. Bây giờ em chuẩn bị xuống tàu đây ạ. Đã tới Tây Bắc Kinh ạ. Bây giờ là 1:30. Bọn có những các gì để dọn dẹp. Bây giờ em sẽ đi kiếm sếp của em. Hả? Của trạm tàu cao tốc ạ. Em cảm ơn cái nhà. Đây là phố quán bar ở Bắc Kinh. Đây là những quán bar. Ở đây có rất nhiều người tới hỏi mình là mình có đặt bàn trước chưa. Cả nhà ơi, hôm nay lịch trình của em hơi bị bận cho nên em chưa có trả lời bình luận của cả nhà mình được. Rất mong cả nhà mình thông cảm giùm em ạ. Dạ, em xin phép kết thúc video tới đây ạ. Hẹn gặp cả nhà vào video lần sau. Em cảm ơn cả nhà.